Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên hiện có 17 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.300 ha và 25 cụm công nghiệp. Đa số là các khu cụm công nghiệp mới được quy hoạch và đang xây dựng nên có nhiều ưu thế về hạ tầng giao thông cũng như các điều kiện thuận lợi khác để doanh nghiệp đến đầu tư. Nhiều quỹ đất sạch sẵn sàng tiếp nhận ngay dự án. Qua tìm hiểu ở nhiều địa phương, Tập đoàn Kinh tế có trụ sở từ Singapore quyết định đầu tư dự án trị giá 1.850 tỷ đồng với hơn 26 hecta và khu công nghiệp Yên Mỹ, theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. Việc lựa chọn hương yên đặt địa điểm xây dựng khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và môi trường đầu tư, cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Dương giám đốc điều hành có cái lợi thế rất là nhiều. Đầu tiên là cái lợi thế về kết nối hạ tầng về các khu vực như là về Hà Nội cũng như là các cái thành phố, các cái trung tâm về uh, sản xuất ở phía Bắc cũng như là các cái khu vực cảng biển và 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 và, và sân bay. Được biết với hơn 180 ha diện tích mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2, dù đang xây dựng nhưng đã có nhiều doanh nghiệp đến đăng ký thuê đất. Năm 2023, tổng số dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn của Hương Yên đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đi liền với đó, công tác cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp hài lòng và đánh giá cao về chất lượng phục vụ.